Linh Ngọc Đàm Đang là một trong những streamer hàng đầu tại Việt Nam. Nhắc đến Đàm Tổng, ngoài sự xinh đẹp và hài hước chúng ta không thể bỏ quên độ chịu chơi của cô nàng. Linh Ngọc Đàm luôn đầu tư khủng vào những sở thích riêng, ví dụ như đàn mèo siêu đáng yêu, giá trị gần một tỷ đồng. Linh Ngọc Đàm yêu mèo đến nỗi cô còn mở hãng quán coffee mèo dành cho những người có cùng sở thích với mình tính xương sương hiện tại, đàm tổng, đang sở hữu gần 20 chú mèo vô cùng đáng yêu và cũng rất giá trị. Có thể kể đến như chú Savita nhập từ Nga có giá khoảng 60 triệu đồng, cặp đôi Indica khoảng 100 triệu đồng, và Cúc khoảng 60 triệu đồng, bộ ba mập, miếu và ngáo có giá hàng chục triệu đồng. Không chỉ yêu thích mèo, Linh Ngọc Đàm còn rất chịu chi cho thú chơi sneaker. Nữ streamer sở hữu bộ sưu tập sneaker khổng lồ khiến cho fan phải choáng ngợp là tín đồ của thương hiệu này, Đàm tổng khiến các fan phải ghen tị với bộ sưu tập của mình. Đặc biệt trong đó có rất nhiều đôi giày với giá trị khủng mà cô nàng sẵn sàng chịu chi để sở hữu. Dù cho đã tự hứa với bản thân rất nhiều lần rằng chỉ mua đôi cuối, thế nhưng nữ streamer xinh đẹp vẫn không ngừng khoe bộ sưu tập giày lên mạng xã hội khiến không ít người phải ao ước. Ngoài ra nữ streamer xinh đẹp còn có rất nhiều đôi giày của các thương hiệu nổi tiếng khác như Gucci, Owen, Converse rất nhiều fan đã dự đoán rằng bộ sưu tập sneaker khổng lồ của cô nàng có trị giá hàng trăm triệu đồng, có khi còn bạc tỷ. Đúng là tủ giày trong mơ mà mọi người ai cũng ao ước. Ảnh tổng hợp